Xin kính chào quý vị và các bạn, và bây giờ là thời lượng dành cho bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2018, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, cùng nhìn nhận vai trò quan trọng của báo chí cộng đồng ở nước ngoài trong đời sống kiều bào. Một buổi gặp mặt xúc động của những người Việt Nam từng được đào tạo tại Ba Lan khóa năm 1968. Lần đầu tiên du lịch Việt Nam được quảng bá tại Thụy Sĩ, sự kiện thu hút sự quan tâm của gần 100 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 93 năm, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 1925, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với hệ thống báo chí trong nước, báo chí cộng đồng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con kiều bào ở nước ngoài. Vậy món ăn tinh thần ấy có vai trò như thế nào đối với đời sống của cộng đồng? Phóng sự ngay sau đây sẽ phần nào cung cấp đến quý vị và các bạn về những công việc mà báo chí cộng đồng đã làm được. Đã từ lâu, những trang báo cộng đồng như thế này đã là nơi bà con người Việt tại Ukraine trao đổi tin tức hoạt động trong cộng đồng, cũng như tìm hiểu tình hình thời sự trong nước và thế giới. Những hoạt động mưu sinh, văn hóa cộng đồng đã tạo nên bức tranh báo chí, thông tin của người Việt tại Ukraine. Ngoài vấn đề cuộc sống mưu sinh ở hải ngoại, ở nước ngoài, thì về vấn đề báo chí, sự tin quê hương của cộng đồng vô cùng quan trọng. Đối với cá nhân tôi cảm thấy vô cùng hữu ích. Nó sẽ góp phần tạo nên động lực, nhất là cho các thế hệ của con cháu đời thứ hai, thứ ba sau này để nhớ về cội nguồn. Nếu như trước đây, báo chí cộng đồng chủ yếu chỉ là báo giấy, thì giờ đây, báo chí cộng đồng đã phát triển mạnh mẽ trên các hình thức, báo hình và báo mạng. Nội dung của các tờ báo hiện giờ vẫn tiếp tục đi theo truyền thống trước đây, cung cấp các thông tin cộng đồng, tin tức thời sự trong nước, nhưng đồng thời cũng đã kịp bổ sung nhiều phần phù hợp với tình hình thực tế của nước sở tại, cũng như trên thế giới. Báo chí của cộng đồng thì là hoạt động rất là tích cực, bám sát được các cái hoạt động rất là phong phú của cộng đồng người Việt Nam trên nước Đức. Và thông qua đấy thì là báo chí của cộng đồng đã đóng góp rất là tích cực vào cái việc đoàn kết, hội nhập và phát triển của cộng đồng của người Việt Nam. Mặc dù không chức danh, lương cũng như phụ cấp, nhiều người Việt ở trời Tây vẫn hàng ngày, hàng giờ miệt mài mang đến những bài báo có ích, chương trình truyền thông sinh động về đời sống cộng đồng nơi đất khách. Không thể phủ nhận, chính nhờ những bài báo của họ mà mảng thông tin về kiều bào trên các tờ báo trong nước ngày càng dày dặn hơn, thiết thực hơn. Phóng viên cộng đồng ở đây làm công việc đã tốt rồi thì tôi nghĩ rằng là bây giờ ở nhà mà có cái hình thức mà thông qua cái phóng viên cộng đồng ở đây để mà đưa nhiều tin tức hơn nữa thì lại càng tốt hơn nữa. Tin cộng đồng, tất cả những cộng đồng trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây thì nhờ cái báo chí đó mọi người cùng biết, tại vì không phải ai cũng lên Facebook, ai cũng lên nói chung là Internet, không phải phụ huynh nào cũng quen thuộc điều đó. Thành ra báo chí rất là quan trọng và chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải duy trì. Báo chí của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng trong việc cung cấp thông tin, trao đổi và tạo điều kiện trong hoạt động kinh doanh, văn hóa, góp phần liên kết cộng đồng. Và để giúp quý vị khán giả hiểu hơn về công tác làm báo tại cộng đồng, phóng viên VTV4 chúng tôi đã có dịp trao đổi với ông Vũ Đức Trường, Tổng biên tập báo Người Việt Ukraine. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam. Thưa ông, được biết ông là một người làm ăn kinh doanh, thậm chí đã về nước để đầu tư. Vậy thì cơ duyên nào đã khiến ông quyết định làm báo cộng đồng? Cách đây 10 năm sau cái hội nghị doanh nghiệp toàn cầu ở Hungary, thì tôi mới nhận ra một điều là cái thông tin hết sức quan trọng. Mà cái cộng đồng người Việt ở Ukraine có đến hồi đó là 10.000 người, nhưng bà con rất thiệt thòi. Cái nhất là trong 10.000 đó thì có tỷ lệ là 90% là không biết tiếng Nga, không biết tiếng Ukraine, không đủ cái trình độ để đọc báo chí truyền thông. Nên thiệt thòi. Tôi nghĩ sau khi đó thì tôi về tôi lập cái trang báo Việt Ukraine. Thế mục đích của cái tờ báo là trước hết là chúng tôi làm có dịch thuật, để thuật dịch các cái
chủ trương chính sách của địa phương, của nhà nước Ukraine để cho bà con hiểu được các chính sách thuế, chính sách quy định về người nước ngoài, nói chung là rất nhiều chính sách mà bà con không cập nhật được. Cái điều thứ hai tôi nghĩ rằng là mình, bà con nên là hết sức cần thiết, cũng phải phê phán những cái tệ nạn để đẩy lùi những cái xấu trong cộng đồng. Thì chính như vậy là tôi lập được cái tờ báo Doanh nghiệp Rasa mà nay là người Việt Ukraine, là tờ báo mạng đầu tiên của cộng đồng người Việt tại Ukraine. Làm báo cộng đồng thì thường là phi lợi nhuận. Vậy thì khi mà làm báo cộng đồng thì ông đã được và mất gì ạ? Tôi nhớ là một kỷ niệm cách đây không lâu, một tháng, thì đang lúc 3 giờ đêm tôi có một cái tin nhắn điện thoại đến, bảo là bác đến giúp chúng cháu địa chỉ này. Thế bảo là sao lại cháu lại biết bác được? Nó bảo cháu đọc bài báo thì cháu biết. Thì sáng hôm sau tôi có nhờ công an đến cùng, thì đó là một cái hai cậu sinh viên cùng làm những bạn bè cũng quá mải chơi quá đấy. Thế và cuối cùng là tôi cũng phối hợp với cùng công an và vận động đúng đợt thời là giúp các cháu. Thì qua đấy tôi thêm cái kỷ niệm rất là lớn là cái tờ báo nó có lan tỏa không những ở những người lớn tuổi, những người kinh doanh, thế mà cả giới trẻ họ cũng đọc đến. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là cái được. Thế cái mà điều trăn trở là đúng là trong 10 năm làm báo thì để mà có báo như này thì một cái lượng kinh phí rất là lớn. Tôi có lượng cộng tác viên, có các phóng viên, phóng viên dịch thuật của hồi đó là đã tới 4 người dịch thuật. Đấy, rồi người quản lý báo, người phụ trách mạng công tác cộng đồng. Thì nó cũng một rất sức là cồng cành. Thế nhưng mà đến bây giờ thì do khủng hoảng chung thì chúng tôi có rút gọn ngắn gọn lại cho nó phù hợp. Xuất phát từ tôi là một người lính bộ đội và tôi đã làm công tác tuyên huấn. Cho nên là ít nhiều tôi đã rất thích công tác tuyên truyền. Thì từ gốc của là người lính, người chiến sĩ thì tôi nghĩ rằng là mình phải cần đóng góp gì cho cộng đồng thì tôi đã làm cái trang báo này. Vậy ông suy nghĩ như thế nào về tương lai cho việc phát triển làm báo cộng đồng cho người Việt Nam tại nước ngoài? Bây giờ có thể nói là nhà nhà làm báo, người làm báo, họ có Facebook, họ có thể đăng tin đến, tính ra là làm báo. Thế nhưng mà để cái trang báo cộng đồng có vị trí quan trọng là nó ngoài cái thông tin rồi, nó có vị trí định hướng cộng đồng, để tuyên truyền với chủ sách của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là những chủ trương của sứ quán hoặc là dịch thuật các cái chủ trương của phía bạn. Thì tôi nghĩ là dù sao thì nữa, nhà nhà làm báo, người làm báo rồi, nhưng cái báo mạng cộng đồng thì nó có vị trí hết sức quan trọng là vị trí định hướng. Cho nên là trước sau thì tôi nghĩ là vẫn phải duy trì tốt cái tờ báo mạng cộng đồng này. Nó có cái tính tương tác rất là lớn, đặc biệt trong lúc là làm ăn khó khăn thì cái việc mà định hướng cho bà con hết sức thuận, hết sức là cần phải đẩy mạnh cái công tác báo chí cộng đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn ông và xin chúc ông sẽ thành công trên con đường làm báo cho cộng đồng mà mình đã lựa chọn. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa các lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập và đào tạo nghề Việt Nam tại Ba Lan những năm 1968 vừa được tổ chức hôm 19 tháng 6 tại thủ đô Warsaw. Nhiều cựu lưu học sinh từ Việt Nam đã kịp có mặt để tụ họp trong dịp này. Sau 50 năm gặp lại, kỷ niệm về những năm tháng buồn vui, khó khăn của du học sinh Việt Nam ngày đó đã được sống lại trong từng thành viên tham gia chương trình. Khóa lưu học sinh Việt Nam sang Ba Lan năm 1968 có 3 đoàn với hơn 150 người. Một số đã ở lại Ba Lan sau vài năm tốt nghiệp, còn phần lớn là trở về Việt Nam. Sau 50 năm, hơn 20 người trong số nhóm trở về Việt Nam đã góp mặt tại buổi hội ngộ. Họ mang theo cả những tình cảm, món quà của những người ở nhà gửi đến bạn bè cũ. Những con người đã hơn 60-70 tuổi, giờ đây dường như quên đi cả tuổi tác khi hồi tưởng về những năm tháng thanh xuân gắn bó với Ba Lan. Trở lại Ba Lan gặp lại được những anh chị khóa trên cũng như cùng khóa và những bạn khóa dưới. Chúng tôi vô cùng xúc động, thấy anh chị em khỏe mạnh, vui vẻ, làm ăn phát đạt, con cái thành đạt, làm cho chúng tôi, gây cho chúng tôi rất nhiều ấn tượng. Hơn nữa, đối với đất nước Ba Lan, sau 50 năm chúng tôi quay lại, thấy sự phát triển của đất nước vô cùng to lớn, đó là một điều như vậy là chúng tôi thấy rất tự hào về cái quê hương thứ hai của chúng tôi. Đây là lần thứ ba các cựu lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh tại Ba Lan tổ chức liên hoan gặp mặt. Nhân dịp này, đại diện đại sứ quán cùng với một số tổ chức cộng đồng cũng đã có món quà tặng và lời chúc mừng đến các lưu học sinh bởi những đóng góp của họ vào cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa hai bên và góp phần vào sự phát triển của hai đất nước. Nhà báo Séc Bavel Hekman vừa cho ra đời cuốn sách mang tên Việt Nam, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cuốn sách gồm 4 phần thể hiện cách nhìn của tác giả về lịch sử, văn hóa, con người và đất nước Việt Nam, cũng như sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam-Cộng hòa Séc,
mối liên hệ gắn bó giữa dân tộc Việt Nam với dân tộc Séc. Đáng chú ý, trong phần Việt Nam đất nước của biển và đảo, nhà báo Bavel Hekman còn thể hiện những nghiên cứu của mình, đồng thời đưa ra nhiều chứng cứ pháp lý, lịch sử và hàng chục bản đồ cổ khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền và là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, tác giả Hekman cho rằng khu vực này đã trở thành một điểm nóng trên bản đồ quốc tế. Việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông có ý nghĩa rất quan trọng. Các quốc gia liên quan cần thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 6, Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Thụy Sĩ, Áo, Hungary và Cộng hòa Séc. Ngoài Cộng hòa Séc thì 3 thị trường còn lại là lần đầu tiên du lịch Việt Nam tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến điểm đến. Hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra vào ngày 20 tháng 6 vừa qua tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Một clip giới thiệu những hình ảnh đẹp nhất về Việt Nam trên nền giai điệu bài hát Xin chào Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh những vị khách Thụy Sĩ. Đặc biệt, họ còn thích thú hơn khi theo dõi clip giới thiệu về bộ phim kinh phí lớn của Hollywood, Kong Skull Island, được quay tại Vân Long, Tràng An, Ninh Bình, Quảng Bình và Vịnh Hạ Long. Tôi đã đến Việt Nam hơn 30 lần, nên tôi có một tình yêu, tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Và khi xem lại những hình ảnh vừa rồi, tôi thực sự xúc động. Tại buổi xúc tiến, lãnh đạo Tổng cục Du lịch đã giới thiệu vẻ đẹp tiềm năng và thế mạnh của du lịch Việt Nam. Đó là hơn 20 di sản thiên nhiên, văn hóa đã được UNESCO vinh danh, là hàng nghìn km đường bờ biển hoang sơ, những lễ hội truyền thống hay những món ăn nổi tiếng thế giới. Chúng tôi tập trung để giới thiệu những cái vẻ đẹp, cái sự độc đáo và khác biệt về văn hóa, thiên nhiên, con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam tới các bạn Thụy Sĩ. Và cũng nhân cái sự kiện này tạo ra một cái diễn đàn để doanh nghiệp du lịch hai bên tăng cường cái sự hợp tác lẫn nhau. 14 doanh nghiệp du lịch lữ hành từ Việt Nam tham gia chương trình quảng bá. Họ được gặp gỡ, tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội trao đổi khách với gần 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ. Đã có những cái bắt tay hợp tác ngay tại buổi xúc tiến. Tôi thấy là cái số lượng mà khách tham dự đó rất là đông đảo, cùng với lại tôi tiếp xúc rất là nhiều được người khách rất là chất lượng và mình gặp trực tiếp họ ở đây thì rất là tốt. Khách Thụy Sĩ được đánh giá là dòng khách có chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và có trách nhiệm. Một chuyến đi Việt Nam, trung bình mỗi vị khách tiêu khoảng 1.500 đô la Mỹ. Vì vậy, quốc gia nào cũng muốn được đón khách Thụy Sĩ. Năm ngoái, Việt Nam đã đón hơn 33.000 lượt khách du lịch Thụy Sĩ, tăng 5% so với năm 2016. Tuy nhiên thì đây vẫn được đánh giá là một con số rất khiêm tốn so với nhiều nước lân cận ở châu Âu. Vì vậy mà chuyến xúc tiến lần này được ngành du lịch kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều khách Thụy Sĩ đến với Việt Nam trong thời gian tới. Việt Cường, phóng viên truyền hình Việt Nam đưa tin từ thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.